nhưng lửa càng lớn, gió càng lượm, tình càng ngăn trở, càng nồng. Họ đã hẹn nhau trốn lên hang núi Kho Vai để sống cùng nhau. Việc họ bỏ trốn đã châm ngòi cho bên gia đình hai dòng tộc tranh cãi xô xát nhau. Một bận, họ đang ngồi trên Kho Vai nhìn xuống, thấy hai họ đang đánh nhau, đầu rơi máu chảy. Không đặng lòng khi hạnh phúc của mình lại gây họa cho bao nhiêu người, họ lặng lẽ nắm chặt tay nhau, rồi cả hai đứng lên giã từ với lời ước hẹn. Lấy Kho Vai làm nơi hẹn gặp mỗi năm, cho đến khi từ giã cõi đời. Ngày họ chia tay nhau là ngày 27 tháng 3 âm lịch. Ngày nay, nhân dân các dân tộc vùng cao Mèo Vạc đã dựng lên hai ngôi miếu thờ, miếu ông và miếu bà, để tưởng nhớ tới tình yêu bất tử của họ và cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho gia đình hạnh phúc, cầu cho đôi lứa yêu nhau sẽ lấy được nhau. Cũng còn vài hiển tích khác về chợ tình Kho Vai. Đến nay những hiển tích ấy đã bảng làng như mây bay trên đỉnh núi Lũng Pù. Nhưng ngày 27 tháng 3 âm lịch hàng năm, chợ tình Kho Vai vẫn họp. Nó
Chị à, là gì à? Mua này mua gì này? À, mua cô chú này, mua cây mình này, mua tay chè này, mua này là bác sĩ cho. Tôi đi chợ tỉnh từ lúc tóc còn xanh. Ngày trước chợ vẫn còn những bó nước khô, những bầu rượu ngô thơm nồng và những đôi dép đen cho người đến chợ tỉnh. Đuốc để soi đường dẫn người vào hẻm núi đã quen, rượu để làm ấm thân người khi thung lũng đá vào đêm, đôi dép để bàn chân tình nhân vượt qua những mảnh đá tai mèo sắc nhọn tìm đến với nhau. Mỗi đôi tình nhân tìm cho mình một vách đá quen, để lại đôi dép ở ngoài. Người lạ soi đuốc thấy hai đôi dép ở đâu thì tự tìm góc núi khác. Mỗi đôi tình nhân lại có một góc núi riêng như vậy, ai tới trước thì chờ người còn lại. Nếu hết đêm mà bạn tình không đến thì có nghĩa người đó đã không còn trên cõi nhân gian này nữa. Mình năm nay 40 tuổi, đã một vợ ba con. Vợ chồng mình xuống chợ từ chiều, vợ mình đã gặp được bạn tình xưa. Còn mình đang đi tìm bạn tình của mình. Lời hẹn khâu vai là vậy, nên mới có chuyện kể rằng, một ngày kia, có một người đàn ông ôm rượu ngồi đợi bạn suốt đêm trong hẻm núi. Khi trời vừa sáng, ông ngập ngưỡng ngước lên nhìn mặt trời, khóe mắt ướt, uống cạn bầu rượu, rồi đập tan vào chỏm đá. Đôi dép đen đổi lại, hai chân trần dẫm lên những mỏm đá tay nhỏ sắc lạnh. Ông rời khao vai và không bao giờ trở lại nữa. Anh nghe tiếng em gọi anh ra giết. Dù kiếp này chúng mình không thành chồng thành vợ, rồi những mùa rẫy sẽ qua, chúng mình sẽ thành ông thành bà. Hãy đến đây để hát cùng em, để uống cùng em bát rượu đầy, để đất trời thấy rằng ta vẫn có nhau. Ngày nay chợ tình Khâu Vai không chỉ là nơi hò hẹn của những đôi trai gái lỡ duyên nhau, mà còn là nơi gặp gỡ làm quen của nam nữ thanh niên. Những chàng trai cô gái đến chợ tìm bạn tình, họ mặc trên mình những bộ quần áo đẹp nhất, rực rỡ nhất, mắt lúng liếng, má ửng hồng và cất lên những lời ca chân thành xa diết. Giờ này trời đã về khuya, sao đã lượn vòng đổi ngôi, sương đã phủ trắng, em chỉ biết mình anh nhưng chưa biết tim anh. Không chỉ dùng lời, trai gái còn khèn môi khèn lá để gọi bạn tình. Khi trời vừa sáng, rượu đã say, giờ chia tay đã đến. Ở ven đường, men theo các sườn núi, các vách đá, từng đôi bạn tình chia tay nhau. Họ cùng vợ, cùng chồng trở về ngôi nhà của mình. Những lời ca da diết đọng vào vách đá. Xin em đừng đau khổ, không làm dẫy sẽ làm ruộng, không thành vợ sẽ làm người yêu, đón em từ sớm đến chiều phong lưu.
ơi em, đôi ta yêu nhau xa trăm núi ngàn sông cũng vượt, chẳng còn yêu nhau thì cách vũng nước con trâu đầm đi đường vòng ngàn bận cũng chẳng qua. Em hãy đợi anh hết mùa lạnh, hãy đợi anh qua mùa đào, vượt đỉnh Mã Pí Lèng, năm sau ta lại tìm về chợ tình Khâu Phai.